Hello, xin chào các bạn đã đến với channel game của mình. Hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau trong trò chơi Biomutant nha. Hello guys, welcome back to my gaming channel. Today let's continue playing the game Biomutant. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi lấy một cái bộ quần áo oxy nha các bạn. Bởi vì khi có những khi mà mình đi qua những cái vùng mà không có oxy để thở á, thì cái bộ quần áo này là nó cung cấp oxy cho mình thì 100% luôn. Nhưng mà trước khi đi thì hôm nay là mình xem kho vũ khí của mình. Mình muốn chế tạo một cái loại vũ khí mới các bạn. Đây là vũ khí tay phải nha. Trước tiên thì mình muốn nâng cấp cái súng điện này đây. Khoan, mình có cái súng quá chất này các bạn. Súng quá chất này nha. Khoan, mình nâng cấp súng điện này đi. Khoan. Crafting. Đây. Muốn nâng cấp cái súng điện mình lên chút xíu coi được không? À, cái phần cái bá súng là chưa nâng cấp được cái phần grip coi. Chưa được luôn. Magazine. Chưa thấy gì. À, như vậy là ở cái phần này là cái gì đi? Top mode. Cái phần ở trên nè. Giống như phần ống nhắm vậy đó là có thể nâng cấp được nha. Sát thương lên được 275. Ok, mình nâng cấp cái này các bạn. Craft. Nothing spews bullets like this one. Ok, giờ sát thương vật lý được 275 rồi nha. Mình sẽ nâng cấp cái khác. Cái đầu súng này. Thank you. Nâng cấp cái đầu súng thì chưa lên được các bạn. Ok, vậy là hôm nay là mình sẽ đã nâng cấp được cái phần súng điện. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái phần súng bắn hóa chất này. Grip. Oh yeah. Súng bắn hóa chất thì mình được 20 điểm hóa học nè. Rồi mình được điểm sát thương là từ 194 đến 281. Hôm nay mình sẽ nâng cấp thêm tí xíu nữa. Là cái phần này thì nó cho mình lên tới tối đa 296 điểm sát thương nha. Để mình xem coi 96 tối đa các bạn. Mình sẽ nâng cấp cái điểm này nha. Một cái. Rồi tiếp theo là nâng cấp một cái khác nữa coi. Magazine. Tức là cái phần magazine. Magazine là chưa có cái gì. Magazine thì mình đựng thêm được 17 viên đạn, từ 13 lên 17, nhưng mà mình bị giảm cái phần mà sức công phá áo giáp của giặc. Cái phần này được, phần này không được. Nếu mà tăng cái điểm sát thương này thì giảm cái băng đạn mà. Thôi mình không có làm đâu. Cái này được nè. Cái này tăng lên 324 điểm sát thương nè, thì phần dưới cũng tăng nữa nè. Bắn tầm xa cũng tăng lên chút xíu nữa nè. Được nghe. 330. Ok các bạn ơi, mình sẽ nâng cấp cái này nha. Ok. Rồi còn gì nữa không? Đó. Phần trên. Vậy là hết rồi các bạn ơi, còn cái phần mình sẽ kiểm tra xem cái phần vũ khí cầm tay á mình có làm cái gì thêm được nữa không? Cái vũ khí này cái đao này có lưỡi răng cưa nè, mình xem mình có nâng cấp thêm được nữa không nha. Không được rồi, tối đa là 298 là maximum rồi. Mình xem nên mình có chế tạo vũ khí khác được không các bạn? Mình có một cái thanh kiếm dài đã lượm được nè. Nếu mình chế tạo vũ khí này thì 405 điểm sát thương, nhưng mà không có cái điểm quá chất nào á. Để xem. Wow, cái này là 544 điểm sát thương cộng với 10 điểm phóng xạ nha. Cũng khá là đặc biệt. Còn cái lưỡi dao này 555 nhưng mà được 5 điểm phóng xạ thôi. Để mình xem coi. Cái này tốc độ... Wow, cái này hay nè.
Ok, mình sẽ quyết định chế tạo vũ khí này nha. Ồ, hay quá, 560 luôn nè, 572. 572 tới đèn hả? 576. 576 là tối đa. Rồi, chế tạo vũ khí này các bạn ơi. Vũ khí này là chém hai tay nha. Tốc độ tấn công cũng khá là nhanh đó các bạn. Rồi, để mình xem mình có độ điểm khác được nữa hay không nha. Độ cái tay cầm được không? Độ cái tay cầm thì tăng được sức công phá áo giáp của chút xíu, nhưng mà nó thiếu 3 cụm băng keo, thiếu 2 cụm. Oh, cái này hay nè. Được, được, 576 tăng áo giáp chút xíu. Độ cái này luôn. Oh yeah. Mình xem mình đổi cái khác nữa được không? Mấy cái này thì không có độ được thì mình tháo nó ra từng mảnh các bạn. Đó, đó, đó. Nó 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 nó. Đây, cái vũ khí này mới mới chế tạo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ độ thêm. Nếu mà cái nào mà không độ được nữa thì mình sẽ tháo ra từng mảnh đi. Mình lấy phụ kiện của nó, tháo luôn. Tháo luôn nha. Tháo luôn 450 đồng à, không có gì được. Tháo luôn. Cái số tiền ít ít này, cái phụ kiện mà cái giá tiền thấp thấp không có chế tạo được cái điểm cao đó các bạn, mình tháo ra luôn. Tháo luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ coi. Mình đổ thêm cái đủ phụ tụ tiền đổ thêm chưa? Mình thấy nhiều ra tối đa rồi. Thôi vậy thôi. Ok, giờ coi vũ khí này mới chế tạo xong coi. Đây. Ủa, đây nè. Oh yeah, được đó. Tốc độ sát thương của tốc độ tấn công cũng khá là nhanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cầm cái vũ khí này với lại cái súng hóa chất này mình vừa tăng cấp. Đây, súng này mình, cái dao này mình mới chế tạo xong. Và rồi bây giờ mình coi cái súng hồi nãy mình mới mới độ nữa. Ok, xuống quá chất nha. Bây giờ chúng ta sẽ kêu con chiến dương tới, khởi nó đi nào. Ủa, cái con này con Snai sừng tắm. Ok, các bạn ơi, chúng ta đi nha. Hôm nay thì như mình đã nói là mình sẽ đi đến cái vị trí để khám phá và đi tìm cái bộ đồ cung cấp oxy nha. Bởi vì những vùng đất này có những vùng mà mình đi qua nó không có oxy để thở. Mà nếu không có oxy thì mình chết các bạn. Cho nên là mình phải đi kiếm cái bộ đồ đó. Mà nếu chúng ta không tìm ra những cái bộ đồ mà chuyên dụng chống chống hóa chất hoặc là chống thiếu dưỡng khí thì chúng ta sẽ chết. Và nếu mà chúng ta không có những bộ đồ đó thì chúng ta cần phải độ nhiều phụ kiện khác nhau lại. Lụm được cái này đi. Cái gì? Lụm đồ đi. Để chai. Energy pack medium. Hộp năng lượng tầm trung. Phần tô hổng nhiều thế. Con xí ngầu. Tất cả những cái này là làm phụ kiện giúp mình chế tạo đồ đạc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tới với mình cái chạm máy, cái máy phát sóng, nó kêu là Pingdix. Là cái đĩa phát sóng để gì đây? Ôi trời ơi. Wow, con gì đây, con gì đây? Yêu quái, ơi ơi ơi, yêu quái. Tao mới có chế tạo vũ khí rồi, tao không sợ mày đâu. Quỉnh nè. Thì xem vũ khí hóa chất của tao đây. Oh yeah, oh yeah. Vô đây. Yeah baby. Mỏ nhọn. Phái thú mỏ nhọn. Oh, một con tiêu đời rồi, hai con luôn. Mày hả?
ngõ nhọn. Another gateway. Let's just have it your way. Tôi nói tiêu đời rồi, ở đây có cái gì nè các bạn? Mình vô lục coi. Cái này là không được, không vô được rồi, cần phải có chìa khóa. Thôi đi thôi. Khi nào có chìa khóa mình sẽ vô cái cửa đó. Didn't throw you, you're good. Cái này gì đây? Con này có gì ta? Hold on. Giết cái này để lấy cái điểm đen, mình đang thiếu điểm đen. Rồi, cộng một điểm đen. Giống như là cái chỗ này để đốt lửa vậy đó. Thôi chúng ta lên đường nào, tiếp tục đi. Tiếc quá cái game này không có lội nước được nha. Ê con gì vậy? Ai vậy? Má ơi cái con mặt xanh này nữa. Bà mẹ mày. Mày mặt xanh hả? Mày mày mặt xanh hả? Chém chết bà mày luôn. Mày mặt xanh hả? Thằng băng nè. Mẹ mày chưa? Tao có gì võ công lắm. Ô vô đây vô đây vô đây. Bóc phóng điện chết bà mày nè. Chết rồi chưa? Chết chưa? Chết chưa? Chết rồi chưa? Chết rồi chưa? Phóng điện nè, chết chưa? Một con tiêu đời rồi, còn ba con nữa. Ăn này ra vũ khí nè, ăn này vũ khí phóng xạ của ta đây. Chết này, chết này, chết này. Oh yeah. Con này sắp chết rồi, rồi mày tiêu đời rồi. Mày bị con châu chấu của ta bắn rồi. Yeah. Now that's a flesh wound. Boom. Đây các bạn thấy không? Con châu chấu của mình là đệ tử của mình, nó cũng hỗ trợ của mình tấn công thấy không? Nó có mấy cái chức năng cũng khá là ổn, khá là ok. Nói chung là nó tấn công yếu thôi nhưng mà nó vẫn hỗ trợ mình được các bạn. Bây giờ đi đường nào đây? Bây giờ mình cần phải lội qua bay qua cái con suối này. À có chiếc cầu nè. Qua đây rồi mình thấy có đường mòn rồi các bạn ơi, mình sẽ đi tiếp nha. Thời gian cho một ngày mới đã bắt đầu. Chúng ta sẽ kêu hôm nay sừng tấm mình đâu rồi. Này ơi, ok chúng ta đi nào. Thật ra cái súng quá chất này thì nó không quá mạnh bằng cái súng điện các bạn. À, mình tìm thấy một trụ ve chai chứa toàn là chai nhựa, thùng nhựa. Oh yeah, ngon lành. Các bạn biết không, tại vì cái súng điện đó là mình đã độ nhiều lần rồi. Cho nên sức công phá nó mạnh hơn. À, có một trụ đồ nhựa đó kìa các bạn. À, có con này nó giữ nè. Đáng lén từ sau mình quên. Ê, no, no, no. Nó thấy mình. Chết mẹ rồi, chạy thôi, chạy thôi. Chạy tụi bay đi. Không muốn đánh nhau với tụi này. Không phải là không đủ sức đâu. Ồ, ở đây có một bầy nation tấm đó nè. Nhưng mà mình muốn đi làm cái nhiệm vụ trước. Con gì nữa đây? Trời ơi, lại con mặt xanh nữa. Ô, trời ơi, con mặt xanh này, bà mẹ mày. Lấy súng điện ra bắn mày nhanh hơn. Thấy không? Súng điện bắn sát thương ghê chưa? Ồ, thấy chưa, thấy chưa? Bắn điện giật đơ đơ người luôn, thấy chưa? Ô, oh, nó bay kìa. Chết rồi. Nó đã chết rồi. Ok, lụm đồ thôi. Nó để làm cái bánh gì nè, bánh dẻo. Someone will pay dearly for that. Rồi có mấy chiếc ô tô hư nè, mình lục đồ các bạn ơi. Quá trời nhiều luôn rồi. Tài sản quý giá. Oh yeah. Ở đây cũng có đồ gì nữa đây. What you do here matters to you and the world. Ok. Ai vậy? Con gì? Con gì? Vụ gì nữa đây? Con gì đâu? À, lại là cái tụi này nữa nè. Phóng điện nè.
mẹ mày chưa? Ống điện nè. Quánh nè, quánh nè, chém mày nè, chém mày nè. Ống điện nè. Oh, trời ơi. Mày. Yeah, yeah. Nó nói chóng mặt rồi. Quơ vài cái nó chóng mặt các bạn. Lúc mà chóng mặt là cái ngôi sao xoay vòng vòng cái đầu nó, lúc đó là nó bị sát thương. Nó dễ bị tổn thương lắm, lúc đó mình nhảy vô mình quýnh vài cái là nó chết. Giờ kêu con đệ tử dơi ra. Con dơi ra rồi. Để dơi đi. Ủa đâu? Trời ơi, nằm đây hả? Ma nó không phải ra khỏi được cái thanh trắng nè. Đi. Cái giò nó lùng chạy mất cười quá. Bay nào, bay. Cái gì đây? Ôi, có một cái nắp hầm. Cái cửa hàng. Đây là một cái cổng của một cái căn cứ bộ tộc nào đây. Nhưng mà những bộ tộc đó nó đều chấp thuận là thống nhất với mình hết rồi, cho nên là nó không còn là kẻ thù của mình nữa. Cái chỗ này là một ngôi nhà quan. That Goju station over there might still have some Goju. Long shot, sure, but there's only one way to be sure. Nhà quan này có gì không? Vô đi lượm đồ coi, mót, lượm mót các bạn ơi. Lượm da chai nha. Oh yeah. Hello, có ai đây không? Có đồ gì nè? Một cái áo, lụm luôn. Cái bàn điện thoại đây. You need to get the keys in sequence. À, cái này là mình phải quay cái màu sắc nó đúng là màu cam theo cam, trắng theo trắng nha. À, đầu tiên là phải quay vòng lớn các bạn, bạn ơi, vòng lớn. Nè, trắng theo trắng nè. Trắng theo trắng. Nhỏ, chẳng là chẳng. Ok, hoàn thành rồi. Mình sẽ đi một vòng coi còn thứ gì để lấy không các bạn. Không có thì chúng ta đi nào. Ai, ai vậy? Mình lầm được nó ai đứng đó chứ. Bây giờ so the technology from yesterday. Con dơi mình đâu rồi ta? Today, even if its message is getting old. Đây con dơi mình đây rồi. Chúng ta sẽ đi tiếp nào. Trong cái game này nếu như các bạn lấy những cái làm những cái nhiệm vụ phụ trước thì các bạn sẽ có được những cái vật phẩm để hỗ trợ mình làm tốt nhiệm vụ chính nha. Ví dụ như là các bạn lấy những cái bộ quần áo chống phóng xạ, chống độc, kháng thiếu dưỡng khí thì các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ mà đi qua những cái vùng độc tố đó dễ dàng hơn. Đấy, đó là kinh nghiệm của mình nha. Cho nên là cái game này thì nó rất là ít nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ thì nhiều. Cho nên là mình sẽ tập trung làm nhiệm vụ phụ khá khá rồi mới làm nhiệm vụ chính các bạn. À đây đây cái vị trí mình đến gần đây rồi. Nhưng mà ở trên cái đĩa mà phát sóng á là nó sẽ có, thường thường nó sẽ có một con quái nó giữ giữ. Đấy thấy không? Các bạn thấy không? Đây đây thấy không? Ồ. Thấy nó có con ai trình tóc đó kìa. Còn quái thú nó làm đâu đấu với ai trình tóc à, thấy không? Ôi ôi ôi, má ơi, nó bắt mình dữ quá. Sao mình có tiêu diệt. Hình như là tụi nó cũng đang đánh với con ai trình tóc đó. Ôi ôi, nó no, no, như con ai trình tóc nó thấy mình, nó quay qua đánh mình á. Mày hả mày ha, đánh tao nè. Một con là chết rồi, con thuốc mổ dịch. Là tập trung mình đánh cái con mập này coi. Ê, con này sừng tấm nhìn mình kìa, con này sừng tấm. Con này biến thái. Cái thằng áo giáp này nó cũng sắp chết rồi. À, có một tên thuốc mổ dịch này. Ê, bơm cấm tử. Đấy, mẹ, cái thằng này nó đánh bơm nè.
mày nó tiêu rồi, quánh mày luôn, mày sắp tiêu rồi. Rồi tiêu rồi, bây giờ còn một thằng mập kìa. Thằng mập nó vẫn đang đấu với con Ice Stone các bạn. Đây mà mình sẽ tấn công vào thằng mập này. Mập nó có áo giáp nha. Ô, nó thấy mình rồi, chạy thôi. À, mình nghĩ rồi các bạn ơi, nãy là cái máu xanh máu dài là của con Ice Stone Tống. Mình coi coi mình có cái vũ khí nào xinh thị xíu nha. Mình coi coi mình có cái vũ khí nào mà nó cái vũ khí nào mà phá áo giáp nó mạnh mạnh hơn xíu không. Cái súng điện là cái sức công phá áo giáp nó là cũng khá mạnh nè, cũng hơi lâu quá nè. Còn mình sẽ coi cái vũ khí cầm tay, vũ khí nào phá áo giáp mạnh hơn đi. Coi như là cái súng điện là phá áo giáp là mạnh nhất á. Đây không, mà vẫn đánh hơi chậm, kệ nó. Ô hô, trời ơi, đây nó tiêu diệt thằng lính nhỏ nó trước đây để nó bắn đạn hoài. Mình cứ tiếp tục di chuyển này thì nó cũng không tiếp cận mình được các bạn. Khoan, như nếu mà bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái no. Suy nghĩ là mình sử dụng cái cú đấm, này. Bùm, trời ơi, nó bắt được mình rồi. No. It's becoming terminal. Oh yeah, đấm nó. Mình đấm nó kiểu này là nó không phản kháng được mình rồi. Hay quá. Oh yeah. Yeah. Cú đấm ngàn cân. Cú đấm ngàn cân của ta. Vừa đấm vừa né nha. Yeah. Chết mẹ là mình mất máu rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chạy. Chạy đi. Nạp máu vô. Ê trời ơi, mất máu nữa rồi. Yeah. Quánh luôn. Quánh mà trời ơi, mất máu rồi. Ôi no. Ow. Cái súng này nó nã mình. Nãy giờ cái súng nó nã mình. Trời ơi, giờ thằng mập lên tới đây. Mẹ đó. Rồi nữa rồi. Bùm, trời ơi. À, thằng mập này dai quá. Bùm. Quánh mày, trời ơi. Ôi trời ơi, bị nó bắt rồi, con bà nó. Không được rồi. Mày yếu quá. Khoan, hiểu rồi. Mình cứ tăng điểm sát thương nha. Sao nó cũng gần chết rồi. Tăng điểm sát thương đây. Tăng sát thương đâu. Đây. Điện đi con. Trời ơi, nó chọt mình kìa. Ô
sắp chết rồi, khoan. Bây giờ mình sẽ dùng cái xúc sắp trên này coi. Bùm! Woo! Trời ơi! Ném nó bắt được mình rồi. No! Oh yeah, né được rồi, hay quá. Trời ơi, nó dai quá các bạn ơi. Trời ơi, nhắm đã bắt được mình rồi. Chết đi mày, sao bị dai quá vậy? Não giáp dai quá. No, no, no. Trời ơi, nó dai quá các bạn ơi. Bây giờ ta lấy cái súng quá chất ra bắn nó coi. Mày sợ đọc không? Mày sợ đọc không? Mày không sợ đọc hả? Mày! Mày hả? Trời ơi, nó còn 25 hả? Mày hả? Gán đi, nó còn chút xíu nữa à. Mày sắp lên đường rồi. Mày hả? Ôi trời ơi, nó đâm mình. Oh no. Trời ơi, chết mẹ rồi. Không được chết nha, nào. Máu vô. Mày nè mày, mày sắp chết rồi. Mày sắp chết rồi. Gắn lên, cố lên. Trời ơi, nó dai. À, nó bột áo giáp. Bột áo giáp nặng quá mà. Chết rồi, oh yeah, baby. Nằm xuống mày. Rồi, lụm đồ coi. Nó để làm cái gì? Brain Fuel, năng lượng não. Lụm đi. Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong nha. Mở cửa ra coi. Mình xà beng để cài cái cửa ra. Lụm đồ các bạn ơi. Wow, ở đây đồ màu đỏ. Đây là đồ có giá trị lắm. Wow, cái gì đây? Monument Club. Cái dùi cui à. Wow, cái này chế tạo vũ khí chém thì sát thương tới 887 nè, lấy luôn. Lụm đồ thôi. Cái gì đây? Tribe Grip. Cái này là cái cán dao của cái bọn bộ tộc nào đó. Toàn là đồ bỏ không à, mình lụm không mình phải chế lại mình mới xài được các bạn. Không có xài được liền nha. Giờ mình phải đi chỗ này hết đồ rồi. Bây giờ mình phải lên. À, ở trong đây nó có một cái hầm nè. Thấy rồi nha, trước tiên là mình phải đi coi còn đồ gì để lụm không. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái vị trí, chỉnh cái máy này cho nó hoạt động nha. Rồi, dàn theo dàn. Trắng theo trắng. Ok, mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ leo lên trên. Đấy, bây giờ mình sẽ leo lên trên, mình chỉnh cái đĩa đó để cho nó phát ra một cái làn sóng. Thì khi mà nó phát sóng đi thì cái nơi nào có cái vật dụng mình cần tìm là nó sẽ có một cái làn sóng phản hồi các bạn. Thì mình sẽ đi theo cái hướng làn sóng phản hồi đó mình tìm ra cái bộ đồ dưỡng khí nha. Đấy rồi. Ủa? Chưa được nhỉ? Đây đây. Try spinning that paddle. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái máy này cho nó ngay cái hướng nào. Cho nó phát ra làn sóng nhiều nhất nha. Hướng nào đây? Suy nghĩ là gần rồi đó. No
pings there. Only pongs. Rằng rồi đó. Pingety ping ping, you found a trans message. Ok, mình có thông tin phản hồi rồi các bạn. Đó, vậy là ngay cái hướng bên kia. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng về cái hướng mà nhận được phản hồi nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta lục coi còn những cái vũ bối gì có thể sử dụng được hay không. Ở đây như là không còn gì nữa. Vậy thôi thôi, chúng ta đi nào. Đây có gì không? Không có gì luôn. Oh yeah. Thấy ba cái ô tô phía dưới các bạn, thì mình sẽ lục cái A ô tô này coi kiếm có vật dụng gì không. Có nè. Ok. Got something. Here we go. Maybe not much to. Ơi, cái chỗ này không được các bạn, cái chỗ này là cái vùng nhiệt độ cao. Như vậy là mình sẽ vô mình đổ kiếm một cái bộ đồ nào đó mình mặc. Mình kiếm những cái thiết bị đó mình mặc để mình chống nhiệt các bạn ơi. Đây. Đầu tiên là cái đầu nha. Chống nhiệt được bao nhiêu phần trăm? 6%, 12%. 12% là nãy là nhiều. 15% nè. 15%. Cái nón. Rồi tiếp theo là cái mặt. Bao nhiêu phần trăm đây? Ố, cái mặt không có hả? Hình như là mình bán hết mấy đồ của nó rồi. Vậy thì vai phải. Vai phải 6% là nhiều nhất hả? Rồi tới vai trái 2%. Rồi tới gì nữa đây? Torso, cái áo. Áo 18% là nhiều nhất. 60% nhưng mà cấp độ 30 không mặc được. 18%. Lưng. Lưng 6% là lớn nhất hả? 6% nè. Lại cái này đây. Chân. Chân được 16% nha. Coi lại coi. Chọn hết cái giải này coi ơi. 16% lưng. Vậy là hết rồi, vậy là mình tổng cộng được 84% các bạn. Mình chưa có cái áo chống nhiệt nha. Vậy thôi mình đi thôi. Bây giờ mình sẽ kêu con thú cưng tới cho nhanh nè. Rồi bây giờ mình sẽ mặc cái bộ đồ được 84% chống nhiệt. Mình sẽ đi vào cái vùng nhiệt độ cao này. Nếu như mà các bạn mà đã mặc được cái bộ đồ 100% chống nhiệt á, thì cái nó không có nhảy phần trăm nào hết trơn á. Các bạn có thể đi vô tự do. Nhưng mà các bạn là không có đạt được 100% thì nó sẽ nhảy từ từ các bạn. Cho đến khi 100% hết á, là nó sẽ mất máu các bạn. Là lúc đó là nhiệt độ nó sẽ làm tổn thương các bạn. Để có bọn quái thú ở đây nữa rồi. Đánh nhau với bọn này nữa rồi. Mới gặp cái bọn quái thú lần đầu luôn á. Mà nó chịu nhiệt dữ lắm nha. Nhớ là mình có cái súng băng mà ta. Khoan, vậy mình chọn cái súng điện coi. Ô, cái chuyện cũng hạ đắp ao tụi này cũng nhanh nè. Đất mẹ lại qua 40% rồi, trời ơi. Sao đây, mà dách một con rồi. Ô, chết rồi, chạy thôi. Mình chạy thôi các bạn ơi, bây giờ mình bị mất máu quá rồi. Ê, không được, chạy ra khỏi vùng nhiệt độ thôi. Mình bị lên tới 6 mấy% rồi. Chạy thôi, chạy. Sắp chết rồi, nóng quá đi. Nóng quá, chạy thoát thôi bà con ơi. 70 rồi. Để
đẩy ra khỏi vùng đất đỏ này là mình sẽ khôi phục lại được. Ra ngoài vùng cỏ xanh đây nè, rồi. Rồi bây giờ mình chờ mình khôi phục lại rồi mình chạy vô đó. Chạy vô đó tiếp. Bây giờ mình sẽ vô đây mình coi coi nếu mà mình có tạo được cái món nào mà nó kháng nhiệt cao cao xíu không. Chân là chân đang 16 nè. Dài là 6% nè. Mình sửa lại coi. Không tăng được nha, 6% kháng nhiệt rồi. Còn cái mũ này là 15%, cái vai này là 2%. Để xem coi. Không có tăng được kháng nhiệt nào hết. Ok, không sao bạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình chạy vô đó nha. Chạy vô đó một phen trước khi quần áo nhiệt độ mình bốc cháy nha. Bây giờ là mình chạy thẳng xuống thành hầm luôn. Mình không có đấu với cái con quái này nữa. Kìa các bạn thấy không, nó còn một con kìa. Cái chỗ này nó có tầng hầm. Shelter 11i. Right where Toxinol carved it out. Đây rồi, đây rồi. Tầng hầm đây các bạn ơi, mình sẽ xuống tầng hầm nhanh nha. Ồ, hết rồi. Vậy là nó có bị nóng bên trên mặt đất thôi. Xuống tầng hầm này nó đã mát rồi. Cái này là gì đây, đạn gì đây? À, đạn này là đạn súng điện nha. Vậy là cái này là mình độ được cái top mode 125 điểm điện giật. Bây giờ à, cái này đạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cánh cửa này các bạn. Mình sẽ lấy cái bộ đồ dưỡng khí oxy nha. Ơi một con quái vật kìa. Ôi con chuột. Ô chuột cống. Băng. Ăn băng cho tụi bay. Wow bè băng nó nè. Ăn băng nè. Tao biết tụi bay dùng lạnh, tụi bay dùng nóng, tụi bay thèm băng lắm phải không? Cái mẹ đây nè. Băng nó nè. Ăn băng đi. Băng bây giờ mình tăng được một cấp các bạn. Mình sẽ tăng cái gì đây? Tăng tốc độ di chuyển nha. Ok. Rồi, mình sẽ tiêu diệt con này. Sắp chết rồi, một con đã chết rồi, còn một con nữa. Rồi, ba con. Vậy thì mình sẽ lụm chiến lợi phẩm thôi. Còn một con nữa, đây. Lụm cái bãi dây chai này luôn. Một cái bộ quần áo. Ok. Cái gì vàng vàng đây? Chắc là có giá trị lắm đây. Wow, một cái bộ quần lon, học vít gì đây? Lụm luôn. Đây có thấy cánh cửa nè, nhưng mà cánh cửa này không đi được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cánh cửa này. Chắc là cái bộ đồ nó được giấu bên đây đây. Wow, ai... Cái gì đây? Phalic ban nữa, cái một cái thanh... thanh sắt. Cái gì đây? Một hộp năng lượng to. À, mình tìm thấy bộ đồ chống nhiệt rồi. Ủa, bộ đồ này là bộ đồ dưỡng khí. Đây, cái này là cái bình oxy nha các bạn. Mình không cần trang bị bây giờ đâu. Tại vì mình đang cần chống nhiệt mà mình đâu có cần. Nhưng mà mình để mình vào cái tình trạng mình coi là mình đang chống nhiệt là 84%. Ok, 84% thì như hồi nãy mình dư sức mình chạy ra khỏi cái vùng nhiệt đó các bạn. Một mớ đồ nữa nha. Ok, tìm đồ đi.
Rồi bây giờ mình sẽ đây có cái cầu thang này các bạn, mình sẽ thoát lên mặt đất đường cầu thang này nha. Đây mình lên cái vùng nóng nè, thấy không? Nó bắt đầu chết mẹ rồi. Con thú của mình nó không ra đường này được rồi. Mình sẽ đánh cái trụ này để mình lấy một mớ điện. Quá là cao su kìa. Hồi nãy mình vô đường nào ta? Đây mình sẽ chạy ra đường này. Ê, một bầy quỷ kìa. No, bầy quỷ. Mình không dám đi đường đó đâu. Như vậy là mình còn thiếu cái quần áo chống nhiệt nữa các bạn. Để mình kêu cái con con nai sừng tống của mình đây rồi, chúng ta đi nào. Khi mà mình vào cái vùng mà nhiệt độ cao thì mình sẽ muốn thoát ra thì mình sẽ nhắm về cái hướng có cây xanh á, thì chắc chắn mình sẽ thoát được các bạn, thấy không? Tại vì nếu mà cái cây xanh thì không thể nào sống trong vùng nhiệt độ cao. Ê, nhanh đi, mất máu rồi, 50% rồi. No. Rồi, chúng ta thoát rồi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, mình cũng xin dừng video tại đây nha. Nếu các bạn thấy video này hay thì vui lòng cho mình một subscribe, một like và một comment nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin tạm biệt. Bye bye.